Đã bao giờ bạn để ý những nhân vật màu vàng ở đâu đó cùng các nhân vật phản diện? Minions ở khắp mọi nơi. Cùng tạo chúng từ búp bê hỏng với La Lilu nha. Toàn là búp bê LOL cũ, nhưng không có nhiều Minion. Lấy một búp bê và vỏ kẹo Kinder Surprise. Chúng ta sẽ tạo Dave trước. Cắt hết phần chân, tay và đặt thân búp bê vào phần vỏ kẹo to hơn. Cắt bỏ phần mũ và dán lên đầu. Gắn phần thân vào vỏ kẹo nữa. Cắt phần tai bằng kéo và phủ phần lỗ bằng keo dán. Bây giờ đến phần chân của Dave. Cắt bỏ phần thừa và dán chân vào thân. Và rồi tới tay nào. Bọc cả thân búp bê bằng đất sét. Phủ một lớp sơn lót đầu tiên cho thân, chân và cánh tay. Và bây giờ sơn màu vàng. Sơn lòng trắng. Và thêm con ngươi nâu, lòng đen và mí mắt. Minion thích cười. Và Dave cũng không ngoại lệ. Anh ấy luôn luôn cười. Cắt hai dải từ giấy xốp màu bạc. Uốn tròn chúng và dán bằng keo. Làm cặp kính bằng mảnh nhựa. Dán nhựa trong vào kính và cắt phần thừa đi. Sắp xong rồi. Dán vào phần mắt của Minion và quấn một dải giấy xốp màu đen quanh đầu. Thêm tóc và quần áo thôi. Bởi vì Dave có thể mất kiểm soát và gây phiền phức. Cậu ấy thích kế hoạch phản diện. Tiếp đến là Minion Store, làm từ búp bê LOL đã hỏng và một bút trang điểm. Tạo một chiếc lỗ bằng kéo rồi đặt đầu búp bê vào. Vừa như in luôn. Rồi dán thêm tay và chân. Làm phẳng phần mặt bằng đất sét và tạo hình cho con mắt. Nhanh lên, tôi không nhìn thấy gì. Phủ sơn lót và sơn phần thân bằng sơn màu vàng. Tạo một con mắt lớn. Con ngươi màu nâu, lòng đen và mí mắt. Đeo kính và thêm một dải dây bằng giấy xốp. Stork, bạn có thể hát bài hát ưa thích hay không? Chúng ta cũng làm Minion Pop từ mút trang điểm. Vậy là đã xong 3 Minion. Gần như vậy. Thêm nụ cười nữa. Đó là cả một câu chuyện khác. Lấy một đoạn tóc thẳng, chọc lỗ bằng chiếc dùi và dán thêm sợi tóc vào phần đầu bằng keo dính đa năng. Cắt phần đuôi, tạo kiểu, đến phần khó rồi đấy. Giờ thì ai là người có mái tóc tuyệt đẹp? Chúng ta có những nhân vật đáng yêu. Hãy nhớ bề ngoài của chúng nha. Chúng đã sẵn sàng chinh phục thế giới. Minion sống trên hành tinh này lâu hơn cả chúng ta. Nói thật là không ai biết là bao lâu. Chúng ta chỉ biết chúng đến từ biển và một hòn đảo vắng vẻ. Có sự sống ở đây không vậy? Con gì trơn nhẵn với một chiếc vây thế? Cá mập ư? Hãy đi đi, đây là hòn đảo của chúng tôi. Minion nhảy nhót, vui vẻ và đùa cợt xung quanh với âm nhạc. Tất cả Minion khác nhau, nhưng chúng có chung một mục tiêu: phục vụ kẻ độc ác và bẩn thỉu nhất trên thế giới này. Chúng ta cần thay đổi điều gì đó. Và chúng vượt biển trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ để thấy được thế giới mới, tìm cuộc phiêu lưu mới. Có rất ít sinh vật ở thời kỳ trung sinh. Một khủng long bạo chúa có thể làm nhân vật hung ác. Cậu ấy là người quan trọng nhất và lớn nhất ở đây, Minion nghĩ. Và chúng còn đặt tên cho khủng long là Boss. Nhưng bởi vì Minion, khủng long bị rơi vào dung nham nên toàn bộ hòn đảo bao phủ bởi khí nóng. Minion không còn ai nên lại tìm kiếm một nhân vật phản diện khác. Chúng tìm thấy chủ nhân mới ở mỗi kỷ nguyên. Thời kỳ trung cổ cũng vui.
Bá tước Dracula thường di chuyển trong đêm vì ngủ ngày. Minion đã chuẩn bị một món quà. Nến, con đường máu, một chiếc bánh. Chúng ta đã chuẩn bị đó. Đánh thức Dracula là một ý tưởng tồi. Nhưng Minion không thể đợi được nữa. Trải qua 2.000 năm là một vấn đề rất lớn. Các ngươi làm gì ở đây thế? Các ngươi làm phiền quá. Thôi được mọi người, lại đây cùng kỷ niệm nào. Nhân vật hung ác đến và đi. Việc truy tìm chủ nhân đã đưa Minion đến những nơi điên rồ nhất. Ngay cả Napoleon cũng đã từng là chủ nhân. Minion đã ra lệnh cho toàn quân đội, chúng muốn chiếm cả thế giới. Năm tháng trôi đi và Minion đi khắp thế giới tìm một ngôi nhà. Hãy tự tạo một chú Minion bị biến đổi. Dán hai phần mút trang điểm lại với nhau. Thêm mắt. Chúng ta phải cắt bỏ phần đầu và phần đuôi. Cắt phần cằm và miệng từ chúng. Chúng ta chỉ cần gắn vào và sẽ thấy ai là kẻ phàm ăn ở đây. Dán thêm phần chân. Giữ chặt chúng sẽ dễ cho việc sơn hơn. Phủ toàn bộ búp bê bằng sơn màu tím. Đừng quên phần chân nha. Sơn mắt bằng màu tím và vẽ miệng màu đen. Làm một chiếc lưỡi và thật nhiều răng từ đất nặng. Ra! Banana! Banana! Làm tóc từ phần tóc nối nhiều màu. Buộc một chân tóc để cắt thẳng hơn và cắt nó. Dán phần tóc đó vào Minion. Tháo chung buộc tóc. Xịt keo xịt tóc. Và tạo kiểu. Nhà tạo mẫu tóc cho Minion nghe có vẻ to tát. Wow, keo xịt này làm tóc dựng đứng lên. Keo đính vào. Minion trông điên dại hơn bao giờ hết. Rồi tạo cánh tay từ đất nặng. Lăn đất nặng. Rồi cắt thành đôi. Và dán thêm bàn tay nặng từ đất nặng màu đen. Làm quần yếm từ vải bò. Quấn một mảnh quanh thân và cắt quanh chân bằng kéo. Gập lại và dán phần mép. Làm một chiếc túi ở phía trước và thêm hai dải dây áo hai bên. Trang trí quần yếm bằng cúc đất sét. Và vẽ thêm chữ M màu trắng trên túi. Sơn bốt màu đen. Một Minion hầu như không dễ bị tổn thương nhưng luôn phải chịu đựng cơn đói liên miên. Mang thuốc giải không thì chúng sang hết mọi thứ đấy. Chúng ta sẽ làm chú chó dữ tợn Kyle từ đồ chơi cũ. Thêm phần mõm bằng đất sét. Nặng phần miệng thật to. Và dán thêm cặp mắt vào. Tạo dáng mũi. Sơn toàn bộ và đợi cho khô lại. Và giờ chúng ta gắn thêm lông. Cắt lông giả thành phần nhỏ. Dùng nhíp và keo cẩn thận phủ lông lên phần mõm và thân. Sơn phần mõm bằng sơn acrylic màu nâu. Do kết quả của thí nghiệm, Kyle có tai và một chiếc đuôi quả tua rua. Đáng yêu làm sao? Giá mà không có quá nhiều răng. Chú chó này sủa tất cả mọi người nhưng nó sẽ sợ nếu bạn không sợ nó. Tiếp tục, bạn sẽ trở thành bạn. Ví dụ búp bê Agnes dễ dàng bắt chuyện với Kyle. Nhân tiện tự làm Agnes nào. Lấy một búp bê có tóc xoăn dày. Làm ẩm bằng nước nóng. Rồi sấy. Và chải đều đoạn xoăn. Buộc tóc đuôi ngựa và cắt bỏ phần đuôi rối và tua rua. Đó là cách dễ để uốn cong tóc của búp bê. Chúng ta sơn phần thân màu vàng nhạt và thêm những sọc xanh lá cây vôi nhộn. Chúng ta làm quần yếm từ vải. Thêm một chiếc túi và dán dải áo.
đeo thêm đôi giày và trang trí quần áo bằng vài chiếc cúc nhựa. Đã xong, làm sao có thể cưỡng lại đôi mắt đáng yêu này? Tôi đang ở đâu? Trong này lạnh quá. Đây là Minion. Chúng phải trốn tránh sự trả thù từ một chủ nhân khác. Bạn đây rồi. Bạn đang trốn trong một động băng nữa à? Tôi biết Kyle sẽ đưa tôi tới Minion. Tốt lắm. Banana, banana. Minion đang phấn khích. Hãy tổ chức một bữa tiệc chuối ở đây nào. Chúng ta sẽ không phá hỏng bữa tiệc. Hãy bấm like, đăng ký kênh và nhấn thông báo. Kênh Lalilu của chúng mình luôn tràn đầy những ý tưởng tuyệt vời.